Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với đoàn doanh nhân thuộc chương trình hợp tác đầu tư song phương gồm cơ quan đầu tư phát triển Dubai, Dubai FDI, tập đoàn Sapatel, Beaufort Global, Mekong Group hiện đang có các hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng đã nghe đoàn doanh nhân trình bày những kế hoạch đầu tư song phương giữa Dubai FDI và tập đoàn Sapatel vào các lĩnh vực tài chính ngân hàng, phát triển công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường năng lượng, giao thông vận tải và bất động sản, khách sạn và du lịch. Thứ trưởng Vũ Đại Thắng tin rằng chương trình hợp tác đầu tư song phương giữa tập đoàn Sapatel, Dubai FDI, tập đoàn Beaufort Global và tập đoàn Mekong Group sẽ thành công và góp phần quan trọng vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Dubai. Thay mặt đoàn doanh nhân, tỷ phú gốc Việt Mai Vũ Minh cam kết sẽ làm hết sức để doanh nghiệp Dubai nói riêng và khối doanh nghiệp UAE nói chung đầu tư mạnh vào Việt Nam trong thời gian tới. Năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam và Dubai đạt 10 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng lên 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.